Mỹ Lợi xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm thứ Sáu vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 10 tháng 6 năm 2011, trước lãnh sự quán Trung Cộng tại thành phố San Francisco, một cuộc biểu tình gần 300 đồng hương gồm các tổ chức hội đoàn Bắc Cali và đoàn thanh niên cờ vàng Nam Cali, v.v. phản đối Trung Cộng ngang ngược xâm phạm vùng biển Việt Nam. Với biểu ngữ tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Anh, ghi là Hoàng Sa, Trường Sa, lãnh thổ của Việt Nam, đã đảo bá quyền Trung Cộng xâm lấn Việt Nam. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 10 tháng 6 năm 2011, chúng tôi đang có mặt trước lãnh sự quán của Trung Cộng tại thành phố San Francisco. Bên cạnh chúng tôi là nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Như quý vị đã thấy là hàng trăm đồng hương đang có mặt tại đây để biểu tình chống Trung Cộng, để yểm trợ những cái cuộc biểu tình tại Việt Nam vừa xảy ra vừa qua. Thưa anh Huỳnh Lương Thiện, chắc anh đã xem những cái video cũng giống như là những cái hình ảnh vừa cuộc biểu tình tại Việt Nam ngày 5 tháng 6 năm 2011 vừa qua. Thì anh nhìn những cái cuộc biểu tình như vậy thì anh có những nhận xét gì về cái cuộc biểu tình này ạ? Thưa anh Mỹ Lợi và thưa quý vị, vâng, chúng tôi cũng nói chung đó là những người trẻ trong nước họ biểu tình, họ phải cầm cái cờ của chế độ, là cái chuyện đó là đương nhiên, là cái chuyện là chúng ta có thể hiểu được. Tuy nhiên cái việc mà cái cuộc biểu tình đó có những cái bài hát mà ca ngợi Hồ Chí Minh thì tôi nghĩ đó là vấn đề phải xét lại. Những người bạn trẻ trong nước phải thấy vấn đề như thế này: không thể nào các bạn một mặt biểu tình chống xâm lược, một mặt các bạn lại hoan nghênh những kẻ tiếp tay cho xâm lược. Chúng tôi nghĩ rằng có thể là do một số đảng viên Cộng sản đã trà trộn vào để mà dấy lên, để mà tự ý dấy lên cái bài hát đó và một số bạn trẻ hát theo. Đặc biệt, đoàn biểu tình giơ cao các tấm hình của cuộc biểu tình của giới trẻ tại Sài Gòn vào ngày 5 tháng 6 năm 2011, như là tấm hình của một thanh niên cầm bảng chống Trung Cộng đứng trụ suốt 2 tiếng đồng hồ và một hình vẽ lưỡi bò Trung Cộng bị dùng cây kéo cắt cùng với rừng cờ vàng. Mọi người hô vang các khẩu hiệu chống bá quyền Trung Cộng. Sau đó là một hành vi biểu trưng cho sự phẫn nộ, là đốt lá cờ đỏ Trung Cộng trước sự reo hò cổ võ của những người tham dự biểu tình. Sau khi chấm dứt cuộc biểu tình tại đây, đoàn biểu tình đã tuần hành khoảng 40 phút trên đường tiến đến lãnh sự quán Việt Cộng. Đặc biệt, khẩu hiệu đoàn biểu tình hô lớn tại đây là lên án tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hèn với giặc, ác với dân. Sau đây là phát biểu của trưởng ban tổ chức ông Nguyễn Phú. Tiếp cận kêu gọi đoàn thể khắp nơi tụ về để nói lên cái tinh thần yêu nước trước kẻ ngoại thù Trung Cộng và căm hờn lên án kẻ nội thù Việt Giang Cộng sản đã tỏ ra hèn với giặc và tàn ác với nhân dân. Thưa quý vị, hôm nay là một tập hợp vĩ đại, rất là ý nghĩa, gồm mọi đoàn thể, mọi khối nước, mọi di biệt đều tất cả vì lòng yêu nước mà tập hợp tại San Francisco để nói lên cái tấm lòng quốc ức trước kẻ thù chung. Lá cờ mà bị áp đặt bởi Cộng sản Việt Nam trên đất nước Việt Nam của chúng ta đó là lá cờ đỏ sao vàng. Xin hỏi quý vị, lá cờ này có xứng đáng hiện diện trên đất nước Việt Nam hay không? Như vậy chúng ta phải làm gì? Rút lá cờ đó. Sau khi đại diện các hội đoàn phát biểu ý kiến, lá cờ đỏ Việt Cộng đã bị ông Nguyễn Phú cùng chiến sĩ Lý Tống và một số đồng hương đem ra xé và đốt ngay trước lãnh sự quán Việt Cộng để bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Cuộc biểu tình kết thúc vào lúc khoảng 2 giờ cùng ngày. Mỹ Lợi tường trình từ Bắc Cali. Xin thân ái kính chào quý vị.